Hôm nay các bé miền Tây sẽ làm món kho ăn được. Với bánh mì. Nó có gà điểm nhạt luôn nha. Đây là thịt bò nấu với củ cải. Củ cà rốt. Củ cải đỏ. Ừ, công nhận hay thiệt chứ. Lái mà liền trở trở bên phòng nha. Phòng trắng. Chi đó. Dạ. Chi củ hành tây. Củ hành tây. Quay qua nó củ hành tím chết luôn. Rồi bây giờ mình sắc thịt bò. Rồi cắt đi. Cho đại đâu biết. Có cắt đây. Hôm nay đại đầu bếp đứng ở vòng ngoài nha các bạn. Nhưng mà chủ yếu là đại đầu bếp nếm. Đó bánh mì của tôi. Chị chọn chọn gì chọn bánh mì của tôi thôi. Chứ không chọn gì, dao bén hơn siêu đầu bếp. Bén hơn á, cắt thịt nó ấy này. Siêu đầu bếp Tú sẽ cắt thịt bò, còn đại đầu bếp bên kia sẽ bầm xả ớt tỏi. Con Như Quỳnh á, sao quý? À. Dì Như sao dì quý, dì Như với sao xuống quay con đi trơn, thôi con lì quá quay. Con của mà nội Nam Thành á. À. Nam Thành á. Đó, đại đầu bếp bên kia sẽ làm nguyên liệu. Nguyên nếm. Ủa Tú tôi nói chú chỉ chú coi thì coi lên chị quên này. Đây. Đồ đầy sẵn rồi bây giờ là để đây là tất nhiên là siêu đồ bếp chắc thịt bỏ vô ớt nha. Mày ớt bò. Nhiêu ba? Hả? Mày ớt khoảng tầm bao nhiêu? 15 phút gì quý. Ờ nhanh chứ hả? Thấm không á? 15 phút thấm thấy được. Để cái này mình hầm mà giống như nấu hầm hầm lại đó là nó thấm như vậy. Nấu bằng nước dừa nha các bạn. Đó. Ở Bến Tre là dừa bao la luôn, dừa này rẻ rề 20 ngàn một chục. Dừa xin đây như thế, 2 chục hả? 40. Dừa xin 40 hả? Dừa khô 25. Dừa nấu nhân dừa. Ô má có cảm thấy bỏ đường nhiều không á? Không. Nó bột ngọt thôi chứ đường đâu con. Tôi sắc nhiều cái bỏ lại. Người ta nó ăn bột ngọt nhiều quá mềm giảm tí nhớ. Má không có ăn nhiều sao má cũng giảm tí nhớ. Tại má lớn tuổi. Tới chừng lớn tuổi nó cũng giảm mà. Tú giờ ba lớn vậy mà tú có ăn bột ngọt nhiều đó. Gì? Ờ nó giải hột ngọt nó làm như giải phân á. Ờ nó không có ăn nhiều. Cũng gà chiên á. Hồi mới đầu ăn nó ghê lắm Tú. Giờ nó đánh gà chiên rồi thôi. Từ sáng đến chiều. Giờ chưa biết Tú sẽ trộn lên. Trộn cho đều lên. Làm 15 phút nữa nha các bạn. Chưa đều mà Tú. Chưa biết là nó có đại đầu bếp kéo lên. Đi bởi nó luôn không về chắc nữa. Thì tối nay cho đi. Hả? Tối nay cho đi. Tối nay cho đi. Tối nay đi sáng về. Tối nay tối rồi đi là sáng mở mắt ra là về tới đây. Ừ. Tối rồi rồi đi. Chuẩn bị là 10 giờ tối đi rồi đó. Sáng là 5 giờ rưỡi rồi phải về tới đây. À. Đi nước ngoài làm như đi chợ. Mình nên đi tức tắc mà. Tỉa đứng xe đó hả? Hả? Tối ngày tỉa đứng xe không à? Người đó cái bánh xe như đó tỉa là phải lấy đúng con dao đó mới chịu rồi nha. Chứ không có bông chịu con dao nào nữa hết. Mua gì? Dao. Dao nào? Dao khác cho con. Dao phải đẹp hơn dao này xuất sắc hơn. Còn dao kia là xuất sắc hơn. Ý đó là siêu đầu bếp phải dùng mấy dao đó đúng không? Cắt là xong à.
thấy chưa? Mạnh này nó nói chuyện bên đây nói chuyện bên kia bên kia, mạnh này nó nói đó. Tiếng của bà nó nhiều hơn tiếng bên đây nữa các bạn. Giờ có âm thanh không, không được có hình. Lấy đang làm đẹp. Hôm nay tí làm đẹp. Tối nay cũng đi sớm hả? Cũng đi sớm, sớm cũng phải đúng giờ cũng ngủ được. Cứ nằm cứ lăn quăng lại cũng đúng giờ. Nó con cục nhẽ. Bây giờ bà bắt đầu lên nấu đây, nấu bò kho đây, đó, chế dầu vô, tới đây là thử tỏi với củ hành đây, này chưa con mới chế dầu rồi con, đây, nó chế vô đó. Hôm nay đã đâu biết sẽ ra tay nha các bạn, chưa được biết đã có khắc rồi. Thơm quá rồi, chưa thấy mớ bụng rồi. Đâu quá. Xong bỏ thịt vô hả? À. Tại vì ướp nãy giờ cũng 15 20 phút thịt nó thấm rồi, giờ bỏ vô đây nè. Con nấu con kho từ từ riêu lại cho nó mềm thịt nữa là không biết bao nhiêu. Dạ. Thơm rồi chưa? Bây giờ cái này biết thơm nhiều mà nực nào đổ vô. Vô vô vô. 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 Quá nhà này 6 người ăn đây chắc ăn gần có 10 người quá à. Ai bò kho ăn 2 ngày rồi con thơm rất ghê chứ ăn rồi đó chế nước dừa vô ăn nước dừa này nước dừa này nha thôi nước dừa là 3 trái dừa đó, cho mình 3 trái dừa còn thiếu nữa nè, thiếu nữa ha, đổ nước này vô thì nó mát, thiếu nước dừa để cho con, mình nấu tới khi nào? Nấu riêu nào thịt mềm thôi con, riêu lửa thịt cho mềm ha, cầm nửa tiếng hai tiếng mát, bỏ bò tơ thì nửa tiếng này, vớt bọt không má? Phải vớt chứ con, vớt cho có bọt, thịt ngon ghê luôn, dạ. Đặt xong ngón tay trời kỳ sơn cũng nữa mua lấy đi tẩy chứ câu gì mẹ nói mình giống bà chiếc với mẹ luôn xong ở này mình bỏ củ cải đỏ vô hả má rồi giờ nào gần chín rồi mềm mới bỏ chứ giờ bỏ vô củ cải chín nó bấy rồi con rửa riêu riêu vậy đó giờ mắc rửa riêu suốt vậy hả ừ thịt bò mà nó chín rồi bỏ củ cải vô cũng được nữa giờ còn ấy bỏ củ cải nó mềm quá nó bấy à dạ đó thì hụt hồi nãy giờ nửa tiếng rồi các bạn gì có nửa tiếng nửa tiếng á má à. Dạ mềm chưa má chưa hơi hơi rồi hơi hơi hả ừ. Vậy chị nào bỏ cà rốt chưa má chưa nào bò kho là mềm mới ngon quý ơi đây cà rốt đây các bạn siêu đầu bếp Tú cắt đẹp không mẹ Hồng rau đẹp không đẹp đẹp quá rồi đẹp phải không chú ở đâu rồi thế chú thứ cho chín rồi hả nấu chín rồi đây sẽ bỏ vô bò kho đây giờ là siêu đầu bếp Tú làm những bông mây bỏ vô cho nó đẹp chứ theo đại đầu bếp rồi để sắt bỏ vô đẹp chưa cái này ninh chừng 30 phút nữa các bạn rồi đem ra là thành cháo luôn. Hồi đó nó chín là như bây giờ 30 phút nữa là nhiều tử nhiều tôm kho tàu. Tốt năm đó rồi tốt.
thấy không? Đó. Mà bò kho này là 10 người ăn nhẹ nhàng có 6 người à. Còn 4 người đó là để dành ngày mai ăn tiếp đó các bạn. Rồi, bây giờ bà đã biết sẽ làm mứa ớt để ăn bò kho các bạn. Rồi, xong dọn ra đi. Ngon quá. Cài thấy bụi nội luôn. Dọn ra đi Tú, siêu đồ bếp Tú. Mèo cổ xuống hết. Mấy giờ học đi? Rồi, tức là 15. Rồi, chưa 12 năm được rồi. Múc cho... Sao không chị có nước mặt? Chị gỗ kìa đi chị vậy? Cho nướng hả? Đi với cho kìa thành lưu linh luôn ha. Xuống dắt lưu linh luôn. Đấy, kìa đi dắt như Quỳnh qua nữa ha. Đúng rồi. Chị nó hằng